Đạp đi, con đạp đi. Giỏi ta. Chạy một tay luôn ta. Giữ chạy một tay luôn. Lát lọt ruộng nè. Chơi chuồng. Bay đó, bay đi Kim An. Con rầy. Con rầy hả? Con rầy đã chơi chưa? Rồi, nó tới rồi. Bíp bíp. Rồi mày vô hái càng nha, con đi hái không? Rồi con chơi đi nghe. Xin chào cả nhà nghe. Hôm nay thì mẹ thấy mướp, cà. Mẹ thấy không? Thấy một kia, đi vòng vô hái mấy trái. Con thấy hai ba trái không mà. Đó, đây nè, anh trái đây nè. Đó. Trong gì mà có trái gần trong. Dạ. Cái dây gì mà trái ăn quá chừng luôn. À, dạ, nó nấp ở trong đó không thấy, mày không thấy không? Rồi, nó bự rồi kìa. Nó ngồi giữa đường. Cảm ơn bà Năm đi. Đã đi hái cà. Dạ, đi hái cà. Ôi. Đi được không? Rồi bước qua đây. Để xe đây đi, lát mẹ đem vô. Rồi bước lên. Bước lên, rồi bước qua. Bước qua, bước qua. Rồi. Bước qua nữa. Rồi nhảy xuống. Cà quá trời luôn á mẹ. Trái quá chừng luôn nè. Cái này cũng gì nữa nè. Cái này nó già rồi. Hà cầm máy quay đi. Không. Không chịu rồi. Đi. Đâu, trái nào đâu? À, trái dưa phải không? Ừ, trái dưa. Ồ, trái dưa nó bị hư hết rồi. Nó hư hết rồi con. Qua hái cà nè, là hái cà tím nè. À, nói hái cà tím đây nè. Cà tím hả? Đây nè. Con có hái hả? Đây nè, mấy trái cà tím đây nè. Cà tím hả? Nè, cà tím nè. Cà tím hả? Nè, cà tím nè. Nè, con cà tím đó nè. Đúng rồi. Để nè hái. Cái nào bự hái luôn. Cái này bự chưa? Bự rồi đó mẹ, hái đi. Cái này còn nhỏ. Cái cây cà có một chút, trái nó cũng có một chút.
Còn bên kia nữa kìa. Mấy trái cây cà tím hay có trái rồi, mình hái nè. Con em hái chỗ nào rồi mẹ? Cái này kho mắm ngon lắm nè. Họ xào, ngon lắm. Ừ, trái cà để cho nó già đi. Để cho già đi. Trái nó già rồi, để cho nó già. Ừ, hái đi. Ủa vô. Ừ, đúng rồi, nó bự. Ừ, đổi quá. Cái màu vàng bệnh nó nghe nữa. Để cho làm giống cho nó già. Ừ. Ừ, 2 trái cà, 3 trái cà. Đâu, còn nữa không? Con đang tìm hả? Còn nào đâu? Hái đi. Ừ, trái cây nhỏ. Quá trời luôn ha. Thế à, màu cà bong bóng chứ nào cho nó bự bự không à. Giỏi quá ta. Đây trái nè mẹ, chỉ đây trái bự chà bá luôn nè. Đây nè. Dưới cái nhánh nhánh này nè mẹ. Dạ, đó thấy không? Đó. Ô bà Sơn. Ô. Ra hai cà. Ừ, giỏi quá. Bà hái đi. Mấy trái này bị già hư mà. Mấy trái đó nó nhỏ nó già rồi. Cái nào già để cho nó già luôn. Cái này nó già quá chặt đi, chặt nhánh ngang đó hả mẹ. Thở gì? Con gì vậy? Thấy gì mà hái quá trời luôn nè. Nhìn qua nhìn lại nó còn. Dạ. Nó vừa tăng lá. Hái được trái nhỏ vậy ba. Hái qua nhìn cái lại. Ở đây nó già rồi thử lại. Con hái được một trái luôn. Không, nó sao không đâu rồi sao hả? Đây còn trái này ha. Thấy vậy cho mình đi mình hái cái nó cũng còn sót. Cá bự chưa? Quá trời bự luôn ha. Thấy hàm. Thôi mâm bướm á, đừng lại nó nữa. Thế hà mấy ba ông bà cô chú đi. Nhiều quá nè, không thấy nè. Tại vì ở trên xuống thì màu xanh, dưới nhìn lên nó màu trắng. Nè, trái bự không? Trái bự gì mà nè. Thế đi ăn, con hái trái gì nhỏ xíu vậy? Trời ơi, quá trời nè. Nè. Nói qua hái lại, nhìn qua nhìn lại còn có đống. Đây nữa nè. Một cái trái nhà. Phải nhìn nhiều góc á mới thấy hết được. Thôi được rồi, đi về. Ăn cơm. Quá, ngủ ngày nay ngủ quá trời. Rồi, bye bye ông bà. Bye bye ông bà. Con dễ. Rồi, bye bye ha. Rồi, tạm biệt cả nhà mình nha. Để về ăn cơm, tối rồi.
Rồi, thành quả buổi chiều đây, quá trời luôn. Nằm dưới tán lá mẹ. Còn trái bầu nữa. Quá trời thành quả.